Cô chào các em đến với buổi học hôm nay. Như ta đã biết, hoạt động bài tiết đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể. Vậy làm thế nào để có một hệ bài tiết khỏe mạnh? Thì hôm nay chúng ta vào bài 40 vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu. Phần thứ nhất, một la mã. Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu. Quan sát tranh và cho biết những tác nhân nào gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu. Cái hình ảnh này đó là liên cầu khuẩn gây suy thận. Tại sao gọi là liên cầu khuẩn? Liên cầu khuẩn tức là nhiều cái vi khuẩn hình cầu nối tiếp nhau, người ta gọi là liên cầu khuẩn. Rau củ bị nhiễm độc. Rau củ quả bị phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, bị nhiễm chất độc. Các chất thủy ngân arsenic có trong rau củ bị nhiễm độc. Đây là những cái rau củ này bị nhiễm thủy ngân arsenic. Là những cái rau củ này đó là trồng ở những cái nơi mà đất ở đó bị nhiễm thủy ngân và arsenic. Độc tố vi khuẩn, độc tố trong mặt cá trắm. Đây là thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Rồi hay là cá trắm thì cái mật, trong cái mật của nó đó, nó cũng chứa chất độc hại thận. Ăn quá chua, quá mặn thì cũng có hại cho thận. Thì trong khẩu phần ăn của người Việt Nam thường thì nó hơi mặn. Các tác nhân vi khuẩn gây bệnh. Các chất độc có trong thức ăn, khẩu phần ăn không hợp lý thì dẫn đến cái hậu quả là gây tổn thương hệ bài tiết nước tiểu. Còn cầu thận bị viêm và suy thoái thì dẫn đến hậu quả như thế nào? Thì chúng ta biết là cầu thận thì nó có vai trò lọc máu để tạo thành nước tiểu. Như vậy thì cầu thận bị hư và suy thoái dẫn đến cái hậu quả là quá trình lọc máu bị trì trệ, cơ thể bị nhiễm độc dẫn đến chết. Nếu nặng thì dẫn đến chết. Ống thận bị tổn thương hay làm việc kém hiệu quả thì dẫn đến hậu quả như thế nào? Thì ống thận nó có vai trò là bài hấp thụ lại các chất cần thiết và bài tiết tiếp các chất cặn bã không cần thiết. Như vậy khi mà ống thận bị tổn thương hay làm việc kém hiệu quả thì dẫn đến cái hậu quả là quá trình hấp thụ lại và bài tiết tiếp các chất cặn bã bị giảm. Môi trường trong bị biến đổi, trao đổi chất bị rối loạn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hoặc là ống thận bị tổn thương có thể làm tắc ống thận hay nước tiểu trong ống có thể hòa vào máu gây đầu độc cơ thể. Còn đường dẫn nước tiểu bị nghẽn do sỏi thì dẫn đến cái hậu quả như thế nào? Gây bí tiểu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu thì mấy em cần nắm, đó là ba cái tác nhân. Thứ nhất đó là các vi khuẩn gây bệnh. Tác nhân thứ hai là các chất độc trong thức ăn. Thứ ba là khẩu phần ăn không hợp lý. Vậy phần thứ nhất đã xong, chúng ta vào phần thứ hai, đó là hai la mã. Cần xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, tránh các tác nhân có hại. Mấy em sẽ làm bài tập nói nội dung cột A với cột B, với nội dung cột B cho phù hợp. Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu. Thì câu 1 này ghép với là 1C. Hạn chế tác hại của các sinh vật gây bệnh. Ngay vậy thì chúng ta giữ vệ sinh toàn cơ thể của chúng ta cũng như giữ vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu. Đồng thời cũng là giữ vệ sinh môi trường sống.
nhằm để hạn chế tác hại của vi khuẩn gây bệnh, là vi sinh vật gây bệnh. Rồi câu số 2, không nên ăn quá nhiều protein, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi. Thì câu 2 này ghép với là câu 2A. Không để thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi. Nếu mà ăn quá nhiều protein, quá mặn, quá chua thì lúc đó thận làm việc nhiều. Hay vậy đó, thì muốn để cho thận không làm việc quá nhiều thì chúng ta không nên ăn nhiều protein, quá mặn, quá chua. Nếu ăn như vậy mà kéo dài thì dẫn đến là suy thận. Còn để hạn chế tạo sỏi thì không nên ăn nhiều chất dễ tạo sỏi. Thí dụ như là sữa đậu nành, đậu bắp, rồi cải son, củ dền. Thì hay là ở thịt đỏ là ăn như là thịt bò, thịt heo, rồi cá mồi. Uống nhiều đồ uống có ga, hay là bổ sung vitamin C quá liều, như là cái viên sậu, viên vitamin sủi nha. Sử dụng nhiều thì cũng dễ tạo sỏi thận. Rồi câu số 3, không ăn thức ăn ôi thiêu và nhiễm chất độc hại. Câu 3 này sẽ ghép với là câu 3D. Đó là hạn chế tác hại của các chất độc. Nên nếu là chúng ta ăn thức ăn hôi thiêu, nhiễm độc thì dễ bị ngộ độc. Rồi câu số 4, uống đủ nước. Thì câu 4 này ghép với là câu C, 4C. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được liên tục. Nên chúng ta phải uống đủ nước để cho cái quá trình lọc máu được cái liên tục. Hàng ngày chúng ta uống là trung bình là khoảng là một khoảng là 2 lít nước, nhưng nó còn tùy thuộc vào khối lượng của cơ thể, khối lượng cân nặng của cơ thể đó. Rồi hay là chúng ta ăn những thức ăn có nước thì chúng ta cũng thì do đó thì lúc đó thì chúng ta uống ít nước hơn. Chỉ trung bình là khoảng là 1,5 đến 2 lít nước. Rồi câu số 5, muốn đi tiểu thì nên đi ngay, không nên nhịn lâu. Ghép với là câu 5B. Đó là hạn chế sự tạo sỏi bóng đáy. Nếu mắc tiểu mà chúng ta nhịn lâu thì nước tiểu lắng xuống thì dễ tạo sỏi bóng đáy. Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu thì cơ sở khoa học đó là hạn chế tác hại của các sinh vật gây bệnh. Rồi, khẩu phần ăn uống hợp lý, không ăn quá nhiều protein, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi. Đó là không để thận làm việc nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi. Không ăn thức ăn hôi thiêu, nhiễm chất độc hại. Hạn chế tác hại của các chất độc hại. Uống đủ nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được liên tục. Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay, không nên nhịn lâu. Hạn chế khả năng tạo sỏi ở bóng đáy. Thì cần xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, tránh các tác nhân có hại. Thì nó có 3 cái thói quen lớn. Thói quen thứ nhất, thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu. Cái thói quen lớn thứ hai, khẩu phần ăn hợp lý.
Trong khẩu phần hợp lý này, cái thứ nhất là không ăn quá nhiều protein, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi. Không ăn thức ăn ôi thiêu và nhiễm chất độc. Uống đủ nước. Thói quen thứ ba, khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay, không nên nhịn lâu. Thì qua cái bài này, chúng ta có thể tóm lược lại bằng cái sơ đồ tư duy. Này, cái bài vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu thì chúng ta có thể tóm lược lại nè. Thứ nhất đó là các tác nhân gây hại. Tác nhân thứ nhất, các vi khuẩn gây bệnh. Nhân thứ hai, các chất độc trong thức ăn. Tác nhân thứ ba, khẩu phần ăn không hợp lý. Thứ hai đó là thói quen pha học để bảo vệ hệ bài tiết. Thói quen thứ nhất, giữ vệ sinh toàn cơ thể và hệ bài tiết. Thói quen thứ hai đó là khẩu phần ăn hợp lý. Trong khẩu phần hợp lý này thì có là không ăn quá nhiều, nhất đó là protein, quá mặn, quá chua, đó là quá nhiều chất tạo sỏi. Và trong khẩu phần hợp lý này thì có là không ăn thức ăn ôi thiêu, nhiễm chất độc và uống đủ nước. Thói quen thứ ba, đi tiểu đúng lúc, đó là khi có muốn đi tiểu thì đi ngay, không nên nhịn lâu đó. Đó là đi tiểu đúng lúc. Rồi sau đây mấy em sẽ làm bài tập. Chọn câu trả lời đúng nhất. Bệnh nào dưới đây xảy ra do sự kết muối khoáng và các chất khác trong nước tiểu? Cô nói lại, câu thứ nhất, bệnh nào dưới đây xảy ra do sự kết muối khoáng và các chất khác trong nước tiểu? Thì đó là bệnh sỏi thận. Câu thứ hai, người bị sỏi thận cần hạn chế sử dụng những chất nào? Đó là câu A, muối khoáng. Câu số 3, khi có sỏi trong đường dẫn nước tiểu thì sức khỏe sẽ như thế nào? A, bí tiểu hoặc không đi tiểu được, đau dữ dội và có thể bị sốt. Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể bị chết. Câu D, cả A, B, C đều đúng. Đó là câu D. Câu số 4, khi uống nhiều bia rượu thì có thể gây ra bệnh nào sau đây? Bệnh sỏi thận, bệnh suy thận, bệnh tiểu nhiều. Thì đó là bệnh suy thận. Thì hướng dẫn mấy em về nhà đọc một em có biết, học bài trả lời lại các câu hỏi trong sách giáo khoa, tìm hiểu thêm các thông tin về bệnh thận và đường tiết niệu, từ đó đề ra cách phòng bệnh và bảo vệ cơ thể một cách hợp lý nhất. Đọc và tìm hiểu trước bài 41. Này, hình ảnh về sỏi nè mấy em.
Đây là sỏi bàng quang. Đây là sỏi niệu quản, tức là ống dẫn nước tiểu đó. Còn sỏi thận ở đây. Sỏi bàng quang là bóng đáy đó. Rồi sỏi niệu quản đó là cái ống dẫn nước tiểu. Đây có hai ống dẫn nước tiểu nè. Còn đây là bàng quang hay gọi là bóng đáy. Bệnh nhân viêm cầu thận, suy thận nè, hình ảnh như thế này nè. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô chào các em.